Đây là khu vực cây đa 13 gốc ở phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Khu vực này bây giờ là phân đất cho tái định cư của dân từ ngã 5, tức là sau khi thu hồi đất ở trên ngã 5 Ngô Quyền Hải Phòng thì chỗ cây đa 13 gốc này trước kia nó là đầm và ao ruộng. Bây giờ người ta san bằng, người ta lấp mặt bằng để người ta làm khu tái định cư cho nhân dân ở. Hiện nay là mới chỉ có vài hộ ở thôi chứ chưa có nhiều. Do vậy là khu phát triển, khu đô thị của Hải Phòng tương đối chậm chứ chưa có cái gì là nhanh cả. Các bạn đang theo dõi toàn bộ khu vực này là khu tái định cư ở cây đa 13 gốc hiện nay. Còn bên cạnh đây là như vậy những cái khu vực rải cây xanh rất là nhiều. Ơi.